Nếu như trước đây, bệnh suy thận mạn thường gặp ở những người cao tuổi, thì trong những năm gần đây, xu hướng trẻ hóa bệnh nhân suy thận ngày càng rõ nét. Theo các bác sĩ, bên cạnh nguyên nhân di truyền hoặc ảnh hưởng các bệnh lý khác, thì chính thói quen hàng ngày cũng là một nguyên nhân không thể bỏ qua, nhất là đối với những người trẻ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dù mới hơn 30 tuổi, nhưng bệnh nhân sinh năm 1991 này đã có 3 năm sống chung với các trang thiết bị lọc máu, chạy thận tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trước khi mắc bệnh, bệnh nhân không có triệu chứng gì. Chỉ đến khi thường xuyên đau đầu, nôn mửa, thay đổi sắc tố da và không ăn uống được mới đi khám và phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối. Em vào đây là được hơn 3 năm. Dấu hiệu mà khi em phát hiện mình thận là ban đầu là em thấy đau đầu, có nôn mửa. Sau đó da mình cảm giác nó đen đi. Giai đoạn đầu mà khi em phát hiện ra em bị bệnh thận thì rất là suy sụp và mất tinh thần. Về mặt sức khỏe thì do ban đầu về tinh thần mình hoảng loạn nên mình rất là yếu. Bệnh thận mạn xảy ra không đột ngột mà thường diễn tiến âm thầm nên người bệnh khó phát hiện bệnh sớm. Nhiều người chỉ phát hiện khi ở giai đoạn cuối là suy thận mạn. Lúc này bắt buộc phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. Điều này không chỉ gây ra gánh nặng lớn trong điều trị mà còn làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng, suy giảm sức khỏe nặng nề và trở thành gánh nặng cho gia đình và ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội khác. Thời gian mình khi chuẩn bị bệnh đó là có một thời gian là mình hay nôn mửa và có tăng cân, tăng một số cân ít đó, mà mình cứ tưởng là mình đau bao tử, nhưng khi đi khám thì họ đã nói là bị thận. Vào đây là giống như mình điều trị là giống như em là đi lọc máu là một tuần 2 lần, là thứ hai về thứ năm. Những lúc mà mình là có đau ốm là bác sĩ thường thăm khám phát thuốc. Nếu mà giống như người trẻ thì bị thận thì cái tên là sức khỏe là không khỏe, nhưng thời gian là nó cũng bị giảm dần theo thời gian. Các cái bạn trẻ mà khi mà phát hiện suy thận thường phát hiện đã giai đoạn muộn rồi, bởi vì các bạn không nghĩ rằng mình sẽ bị bệnh về thận đâu. Thì một khi phát hiện như vậy, các bạn thường cái tâm lý khá hơi hốt hoảng này, là tâm lý lo lắng rất là nhiều. Mà chính cái tâm lý lo lắng này là khiến các bạn là không có theo một cái chiều hướng điều trị của bác sĩ mà có thể là sẽ tìm những cái phương hướng khác. Chúng tôi cũng phải lúc nào cũng phải là khuyến bệnh nhân cố gắng theo dõi và phải hết sức kiên trì để mà theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ, thì chúng tôi mới cố gắng làm sao giúp các bạn giữ được cái giai đoạn bình thường của mình để mà chậm nhất đưa đến cái giai đoạn lọc máu. Mặc dù bệnh suy thận mạn thường gặp ở người cao tuổi, nhưng những năm gần đây, số lượng người trẻ bị suy thận đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế có sự gia tăng. Tại khoa thận nhân tạo đang điều trị lọc máu cho khoảng 300 bệnh nhân, thế nhưng lại có hơn 100 bệnh nhân dưới 40 tuổi, chiếm hơn 30% tỷ lệ bệnh nhân chạy thận. Cái xu hướng trẻ hóa cái tuổi của bệnh nhân cần lọc máu thật ra một cái sự cản trở rất là lớn của chúng tôi. Thì chúng tôi nhận thấy có rất là nhiều nguyên nhân, ví dụ như là các về cái cơ cấu bệnh tật, thì trước đấy các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường là những bệnh nhân mà chúng ta thấy chỉ gặp ở người lớn tuổi thôi. Thế hiện nay nó đã xuất hiện ở người trẻ tuổi với cái tỷ lệ rất là cao. Thế đây chính là cái nguyên nhân chính đưa đến cái suy thận sớm. Thứ hai nữa về cái nguyên nhân xã hội thì chúng ta thấy là hiện nay các cái bạn trẻ đôi khi là người thích những cái chế độ thức ăn nhanh này, thức ăn chế biến sẵn này, thế những cái thức ăn này thì đa số nó phải chứa cái lượng muối và cái dư thừa cái năng lượng đi, là đó là một cái nguyên nhân tiềm tàng đối với cả người trẻ tuổi. Suy thận mạn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và giới tính. Để hạn chế nguy cơ suy thận, mọi người cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường bổ sung các loại rau củ, uống nhiều nước, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, thường xuyên luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe, sử dụng các loại thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các bất thường bệnh lý và điều trị kịp thời, tránh để các bệnh lý về thận diễn biến nặng dẫn tới suy thận mãn tính.